Hello anh em, lại là mình đây, Tuấn Ngô Đô 89. Hôm nay thì mình sẽ lên cái concept như thế này để mình hướng dẫn anh em về cách kết nối xuất cổng quang qua đầu giải mã vào âm ly. Để anh em nào mà chưa biết kết nối thì sẽ kết nối cho đúng để cho mình có được cái chất âm của bộ dàn của mình, đúng cái chất của con giải mã cho ra. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu qua về cái bộ dàn này, thì bao gồm hai loa này, một cái thất âm ly này, một cái thất giải mã này và một cái nguồn xuất quang ở bên trên này anh em nhé. Mình đang dùng cái cục này để xuất quang. Cục bên dưới là cục giải mã, cục bên dưới là thất âm ly như anh em vẫn ở nhà. Nói đôi loa thì như bình thường thôi, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em. Đây ở phía sau của bộ dàn đây, anh em có thể nhìn thấy. Đầu tiên là cái nguồn xuất quang này. Có anh em có thể thay thế cái nguồn xuất này bằng cái tivi của anh em ở nhà anh em nhé. Mình thì không có tivi nên mình sẽ hướng dẫn anh em bằng một cái nguồn xuất bất kỳ thôi. Đây, cái nguồn này xuất cổng quang ra, tức là cái bên trên này nó sẽ không sử dụng để giải mã anh em nhé, nó chỉ xuất tín hiệu số ra thôi. Và mình sẽ dùng cái thớt bên dưới này để giải mã này. Thớt này là thớt giải mã của thằng Onkyo. Đây anh em có thể nhìn này, nó xuất tín hiệu quang ra nhá. Quang đây, quang in vào đường này và bắt đầu xuất ra tín hiệu hoa sen. Đây, anh em mình sẽ kết nối cái tín hiệu hoa sen này vào cái thớt âm ly này. Đây anh em có thể nhìn này, vào cái cổng như kiểu là trên máy của anh em mình thì có thể vào cổng AUX chẳng hạn. Đấy. Thì nó sẽ xuất ra được cái tín hiệu của cái cục giải mã này. Với một cái trường hợp bây giờ như mà mình sẽ nói với anh em là ví dụ bây giờ. Với một cái trường hợp mà anh em ở nhà có thớt CD. Nếu mà cái CD của mình giải mã tốt hơn cái thớt Onkyo 20 bit ở dưới này thì anh em mình sẽ câu, sẽ cắm dắp hoa sen thẳng từ cái CD xuống, từ CD xuống âm ly luôn, tại vì nghe sẽ ngon hơn. Thế nhưng mà thực tế thì con những con giải mã của đầu CD nó sẽ không thể nào ngon bằng con giải mã của đầu MD được. Tại vì là những con đầu CD rất cao cấp thôi thì nó mới có những con giải mã ngon. Còn những con đầu CD cỏ anh em mua khoảng tầm 1,5 triệu, 2 triệu đổ về thì con giải mã của thằng MD này nó đập chết luôn anh em nhé. Thế là anh em mình sẽ tận dụng con giải mã của đầu MD, anh em sẽ kết nối vào đây. Đấy. Và kết nối xuống âm ly thì bây giờ như thế này. Khi anh em mình mà như thế này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để kết nối luôn. Thì khi mà cái đầu CD của anh em mình bật nhá, em mình bật thì sẽ nhìn thấy cái tín hiệu quang nó ra đỏ, cái cáp đỏ phía sau. Đấy. Thì anh em mình sẽ ở trên cái đầu giải mã MD thì chỉ cần anh em đây, anh em cho cái đĩa MD vào. Cho đĩa MD cho đọc. Thì chờ một lúc thì cái đầu này anh em mình hay gọi là cái đầu giải mã cần mồi anh em nhé. Chỉ cần một cái đĩa MD thôi. Đấy. Cái đĩa này nó đang ở đĩa trắng này. Ok, mình xóa trắng rồi. Thì bây giờ nếu mà anh em muốn giải mã thì chỉ cần ấn nút REC. REC ở đây. Đấy. Anh em thấy không? Tín hiệu từ con này qua con này và xuống âm ly. Ok chưa? Đấy, bất kể anh em nào mà chưa biết kết nối giải mã hoặc là có cái gì khúc mắc về giải mã cần giải đáp thì có thể alo cho mình có số điện thoại 0976663776 hoặc đến trực tiếp cửa hàng mình để mình hỗ trợ anh em trong việc kết nối giải mã, để làm sao mà cho kết nối đúng. Tại vì cái giải mã này kết nối không đúng ấy, anh em kết nối không đúng thì nó ra chất âm rất là phí tiền của anh em mình, mua về nó không giải quyết gì cả. Đấy. Anh em kết nối đúng thì nó sẽ ra chất âm rất ngon. Đấy. Đấy là cái đầu tiên. Bây giờ thì cái bộ này thì mình cũng sẽ báo giá cho anh em. Cái thất CD ở trên này thì hàng của mình thì mình sưu tầm thôi, mình sẽ không bán. Cái thất bên dưới, thất giải mã này, hiện tại bây giờ thì giải mã Onkyo 20 bit, hiện tại lúc này nó không có hàng, thì mình đang bán cái thất này là 1 triệu tròn anh em nhé. 1 triệu tròn cái thất giải mã trên này. Và cái thớt ở bên dưới này là thớt âm ly của thằng Kenwood SA7. Con này có chạy Class A anh em nhé. Class A nó cho chất âm rất chi tiết này. Anh em thấy đấy. Đây, Cruo này. Cruo A nó chạy lên thì bắt đầu nó cho chất âm rất mộc mạc chi tiết. Rất nhiều cổng chỉnh ở đây. Rất nhiều chỉnh tích hợp cả tuner luôn anh em nhé. Con âm ly bên dưới này mình đang bán là 1,4 triệu cho anh em nhé. Và cái đôi loa Kenwood anh em có thể nhìn này, Kenwood rất ngon. Bass 12 gân mềm nhũn chép.
Dom. Con này phân tần rất gấu bên trong anh em nhé. Mình quay lại sau để cho anh em có thể nhìn luôn này. Đấy, con này công suất 30W một kênh, mô trở kháng là 6 ohm, cọc loa bắp chuối. Đây anh em có thể xem đôi loa. Rất đẹp. Đôi này mình đang bán là 1.200.000 anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu với đôi loa thì có thể alo mình. Thì tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu với anh em một vài bộ dàn nữa để anh em có thể liên lạc với mình. Đấy, tiếp sang bên này. Mình đang có cái con Sony MD373. Sony MD373, con này thì quá chất cho anh em rồi. Đây, mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem. Đây, nó đang đi với cả đôi loa CP50. Con CP50 này đánh cực kỳ gấu luôn, rất ngon. Đây, tổng thể của nó. Con loa này nó hơi móp một chút ở đây nha anh em nhé, không ảnh hưởng gì cả. Đánh vẫn rất ngon. Đây, mình cắm điện vào cho anh em xem. Anh em thấy gì? Con này mặt mũi sáng đẹp này. MD ok, CD chạy ok. Đây, anh em thấy nhìn này. Đây, nó có optical in anh em nhé. Optical in để dành giải mã không mồi thì anh em về đỡ phải mua giải mã luôn. Con này nó giải mã rất ngon luôn. Kết nối Smart TV xuống ok. Đấy, con này mình đang bán 1.800.000 anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu con này thì alo mình. 1.800.000 cho con này. Con này bass cũng 12cm, đánh rất căng. Tất cả bọn Sony và những cái mã này là nó thuộc cái dòng cao cấp của dòng Sony rồi, cho chất bát càng nét đẹp luôn. Đây, cổ quang ở đây anh em nhé. Cái nối loa. Con này là Made in Korea. Cục dàn là Made in Japan anh em nhé. Mình bán cả bộ 1.800.000. Anh em nào mà ok thì có thể liên lạc với mình. Quay tiếp sang bên này nữa nhé. Quay tiếp sang bên này thì mình giới thiệu với anh em cái con dàn này. Onkyo N9X. Một trong những mã rất hiếm của thằng Onkyo luôn. Anh em có thể nhìn cái mặt chữ xanh này, rất đẹp. Tất cả mặt nhôm toàn bộ này. Con này mặt nhôm toàn bộ. CD hoạt động tốt này. Nó chạy cả 2MD anh em nhé. Cái 2MD nó khác cái MD thường anh em nhé. Đĩa nén của MD đấy. Nó nén nó được dung lượng lớn hơn cái đĩa MD thường. Con này thì tích hợp đủ hết tất cả các cái kiểu công nghệ mới. Đây, anh em có thể nhìn thấy đích cái DNA này. Băng tần rộng WRAP này. Đây, mình sẽ quay cái mặt sau của cái cục dàn cho anh em có thể nhìn thấy. Dàn mặt sau nó đây. Anh em nhìn nhá, Made in Japan. Đúng rồi, chắc chắn rồi, Onkyo sẽ là luôn luôn là Made in Japan. Kết nối anten, kẹp loa này. Đây là các cổng kết nối này. Bên dưới là có cả cổng quang in và quang out để phục vụ anh em có thể kết nối sẵn TV hoặc là xuất xuống những con giải mã nó cao cấp hơn con này. Nên con này về làm giải mã được. Giải mã hạn. Con này là giải mã 24 bit rồi anh em nhé. Đánh cực kỳ ngon luôn. Đây, loa của nó đây. Anh em hãy nhìn. Loa nó loa N7 anh em nhé. N7 bát 12 dấu gân, màng carbon, sợi carbon. Bên trên là chép đo. Chép đo mà đẳng cấp của thằng Onkyo rồi. Đây, anh em hãy nhìn này. 70W và trở kháng 4 ohm. Rất ít loa có trở kháng 4 ohm. Và loa 4 ohm thì hầu như là loa cao cấp thôi. Độ nhạy nó trở kháng thấp thì độ nhạy nó sẽ rất cao. Độ nhạy cao thì anh em có thể đánh không bao giờ kén âm ly cả. Và cho cái lực ra rất khỏe. Đây, anh em hãy nhìn đằng sau con loa. Loa góc cạnh luôn anh em nhé, rất đẹp. Đấy. Hiện tại như con này thì mình đang bán riêng âm ly. Âm ly rời là 2 triệu. Và cái đôi loa này là 1.800.000 anh em nhé. Riêng đôi loa 1.800.000 và cái âm ly là 2 triệu tròn. Anh em nào có nhu cầu cái món gì thì có thể inbox mình. Hoặc là có nhu cần mình hỗ trợ về vấn đề kỹ thuật trong âm thanh thì cũng có thể alo cho mình. Nếu mà mình rảnh thì mình sẽ hướng dẫn anh em ngay lúc đấy. Đây, anh em thấy không? Giải mã rất ngon luôn. Ok anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em nhé. Anh em nào mà cần hỗ trợ gì thì cứ alo mình. Chúc anh em một buổi tối cuối tuần vui vẻ.